Đỗ Xuân xin chào các bạn nha. Sáng nay từ những giờ đầu của buổi sáng ngày 23 tháng 3 2019 tại sân vận động xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, chỉ còn một giờ đồng hồ nữa mà sẽ diễn ra buổi lễ khai mạc cây đất ngừng nhung hơi cây thiếu đất cây sống sống với ai chuyện trong năm ân tình cây và đất cây bám rễ sổ đất ôm chặt tận đáy lòng. Khu vực triển lãm ngay sát với trường những con đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọn cây xanh, ôi đẹp làm sao đỉnh cây và đất đem đến mối sinh mạch sống cho đời. Trời sẽ duyên nên khiến anh gặp em cho lứa đôi kể thành mộng ước của ngày xanh, rồi mai đây anh là đất em là cây vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng. Và đến với cuốn video này tôi chia sẻ với các bạn từ tác phẩm tầm trung và lớn tại triển lãm. Đầu tiên chúng ta đến từ tác phẩm xanh, một tác phẩm xanh tầm nhỏ. Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sống sống với ai chuyện trăm năm ân tình cây và đất cây bám rễ sổ đất ôm chặt tận đáy lòng. Những con đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem đến mối sinh mạch sống cho đời. Trời sẽ xanh, rồi mai đây anh là đất em là cây vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng. Đâu cây này, cây này, cây nào, cây dâu đằng kia. Tiếp đến ta thưởng thức một tác phẩm xanh nữa. Vâng, đây cũng là một cây xanh, dòng xanh Nam Việt. Toàn bộ thân bể dễ đã ngả sang màu vàng đồng. Cây xanh dáng lão của ông Lương Văn Cẩm, Phú Phương. Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sống sống với ai chuyện trăm năm ân tình cây và đất cây bám rễ sổ đất lòng. Những
Xanh năm thân. Sau khi thoát thân lên chia thành bốn tay bốn hướng và tay chủ đưa lên làm ngọn đã thể hiện rõ ràng. Đến môi sinh mạnh sống cho
ổi. Vâng, à, đây là một cây ổi ta ngũ lão ngũ long giáng định của ông Lê Hạ Hồng. Cây thiếu đất, cây sông sông với ai, chuyện trăm năm ân tình cây bà đất, cây bao rễ sâu đông ôm chặt tận đáy lòng. Những con đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem đến môi sinh mạch sống đỏ cho đời. Một cây đơn chân một có cái đường kính dốc cũng như là cái vị trí thoát tay này. Trời sẽ xuyên nên khiến anh gặp em cho lứa đôi kết thành mong ước của ngày xanh. Đến môi sinh hoành sống cho
chuyển sang điều tiếp theo. Trời sẽ duyên nên khiến anh gặp em, cho đôi kết thành mong ước của ngày xanh.